Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật về công tác phòng chống cơn bão số 3 từ các địa phương, ngày 29 tháng 7, tỉnh Nam Định đã quyết định xuất vật tư dự trữ phòng chống lụt bão tới các điểm xung yếu tại ba huyện ven biển là Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Đến trưa ngày 29 tháng 7, các đồn biên phòng của tỉnh Nam Định đã liên lạc được với tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển. Theo thông báo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh Thái Bình, thì đến chiều ngày 29 tháng 7, tổng số hơn 1.300 tàu thuyền đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về cơn bão và hiện hơn 1.200 tàu thuyền đã neo đậu an toàn. Còn tại tỉnh Phú Yên, đến 14 giờ ngày 29 tháng 7, vẫn còn 279 tàu với hơn 1.900 lao động của tỉnh vẫn đang đánh bắt trên biển, nhưng đều đã liên lạc được với các đồn biên phòng và gia đình. Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên hiện tiếp tục thông báo với các tàu cá này về vị trí, diễn biến, hướng đi, di chuyển của bão số 3 để phòng tránh an toàn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão số 3 mang tên Nocten đến quý vị trong các bản tin thời sự đầu giờ. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng 29 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân của tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư Nông nghiệp Nông thôn khu vực Trung Du Miền núi phía Bắc năm 2011. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự diễn đàn có 250 đại biểu, đại diện cho các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đại biểu các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành thuộc 15 tỉnh thành, khu vực. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư khu vực Trung Du miền núi phía Bắc năm 2011. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng khẳng định, Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Nông thôn vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ năm 2011 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu, nắm bắt các tiềm năng, lợi thế ở mỗi địa phương và toàn vùng, tiếp cận các dự án trọng điểm đang được ưu tiên thu hút đầu tư, những cơ chế, chính sách ưu đãi đối với nông nghiệp, nông thôn và các địa bàn trọng điểm. Tập trung trồng rừng sản xuất, phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy đặc sản gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm mà các tiêu dùng. Trên cơ sở các loại hình liên kết phong phú đa dạng giữa doanh nghiệp với hộ nông dân để phát huy hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lao động. Tại diễn đàn, các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh đã trao đổi thẳng thắn nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, giúp doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa, hướng tới xuất khẩu, hỗ trợ các địa phương trong khu vực quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng và nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tôi rất vui được tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư nông nghiệp nông thôn khu vực Trung Du miền núi phía Bắc năm 2011. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là địa bàn giàu tiềm năng về đất đai, đồi rừng với nhiều tiểu vùng sinh thái, tạo lợi thế cho phát triển nhiều loại nông lâm thủy sản. Huyện Hà Khẩu rất mong muốn được hợp tác đầu tư với các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc Việt Nam. Tiềm năng phát triển nông nghiệp là chúng tôi cho rằng là còn rất lớn. Trước hết là cái tiềm năng về đất đai. Thế gần đây thì khi nhà nước đầu tư một số cái công trình thủy điện thì hiện nay là cái tiềm năng về các cái hồ, các cái mặt nước hồ mặt nước. Thế thì trong mấy năm vừa rồi thì tỉnh Lai Châu chúng tôi cũng và khai thác cái tiềm năng đó và cũng có cái cơ chế chính sách để mời các cái nhà đầu tư trong nước lên đầu tư khai thác cái tiềm năng nông nghiệp Lai Châu. Tại diễn đàn đã có 3 dự án được ký kết và 13 doanh nghiệp được trao giấy phép đầu tư. Ngoài ra còn có 84 dự án khác của 11 tỉnh đang được kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm nay, các tổng công ty điện lực trong nước đã tiết kiệm được hơn 667 triệu kWh điện, trong đó tổng công ty điện lực miền Trung tiết kiệm nhiều nhất với 208 triệu kWh. Đây là thông tin được Bộ Công Thương đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm mùa khô 2011 do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 29 tháng 7. Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm 2011, hoạt động cung ứng điện cả nước gặp khó khăn do hầu hết các hồ chứa thủy điện không đạt kế hoạch tích nước, thiếu hụt khoảng 13 tỷ mét khối, tương đương 3 triệu kWh. Ngành điện đã huy động các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí, nhiệt điện dầu, nhập khẩu điện, điều tiết nghiêm ngặt mức nước các hồ thủy điện để ổn định hệ thống điện quốc gia. Ngành điện cũng tăng cường thông tin tuyên truyền về tiết kiệm điện.
Trong sản xuất công nghiệp, ngành điện đã xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các doanh nghiệp, từng bước xây dựng tiêu chuẩn ISO 5001 về hệ thống quản lý năng lượng, góp phần thay đổi phương thức quản lý năng lượng theo hướng hiện đại, hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, ngành điện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng, phấn đấu nâng cao lượng kilowattgiờ điện được tiết kiệm, tiến tới hoàn thành mục tiêu tiết kiệm 10% điện sản xuất và 10% điện sinh hoạt từ nay đến năm 2015. Cuộc đối thoại giữa Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã diễn ra tại New York ngày 28 tháng 7. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kae-kwon đã gặp phái đoàn Mỹ do ông Stephen Bosworth, đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên dẫn đầu. Phía Mỹ đánh giá ngày đầu tiên của cuộc đối thoại diễn ra khá nghiêm túc và hiệu quả, trong khi Triều Tiên nhận định rằng cuộc đối thoại có tính xây dựng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán ngày 28 tháng 7 diễn ra nghiêm túc, hiệu quả trong một bầu không khí thân thiện. Hai bên đã trao đổi quan điểm về những vấn đề chung và mong đợi tiếp tục các cuộc tiếp xúc trong ngày 29 tháng 7. Phát biểu trước báo giới trước khi diễn ra cuộc gặp tại một văn phòng gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kae-kwon cho biết ông muốn trao đổi sâu rộng với phía Mỹ về những vấn đề cả hai cùng quan tâm, trong đó có quan hệ song phương. Theo các nguồn tin trong ngày đối thoại đầu tiên, Mỹ đã đề nghị Triều Tiên tiến hành các biện pháp cụ thể và không thể đảo ngược nhằm từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên chưa có thông tin về phản hồi của Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích nhận định cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên này là một động thái tích cực hướng tới nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vốn bị đình trệ từ tháng 12 năm 2008. Lần đối thoại gần đây nhất giữa hai bên về vấn đề hạt nhân diễn ra vào tháng 12 năm 2009 khi ông Bosworth đến thăm Bình Nhưỡng. Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc đã mời đoàn thể thao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tham dự giải vô địch điền kinh thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tại thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc, nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua sự kiện thể thao này. Quan hệ hai miền Triều Tiên đã có dấu hiệu tích cực sau khi Hàn Quốc hôm 26 tháng 7 tuyên bố viện trợ 300.000 tấn bột mì cho Triều Tiên. Đây là đợt viện trợ bột mì đầu tiên cho Triều Tiên kể từ sau vụ đấu pháo ở đảo Yeompyeong của Hàn Quốc hồi cuối năm ngoái. Sau vụ việc trên, Seoul vẫn viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng nhưng đình chỉ viện trợ bột mì. Cùng ngày, thì Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Ehud Barak đã đến Mỹ và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng mới bổ nhiệm của Mỹ ông Leon Panetta để bàn về tình hình căng thẳng đang diễn ra tại khu vực Trung Đông, trong đó có cả vấn đề xung đột với chính quyền Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong buổi hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã bày tỏ hy vọng gia tăng sự phản đối kế hoạch xây dựng đất nước của chính quyền Palestine vào tháng 9 tới đây trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Barak cũng tỏ ý xin lỗi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bởi cuộc đột kích của Hải quân Israel hồi năm ngoái tấn công vào tàu chở hàng nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ đến dải Gaza, khiến 9 nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Ông Barak đã lên tiếng kêu gọi một sự thỏa hiệp với Thổ Nhĩ Kỳ trước bối cảnh tình hình bất ổn không ngừng gia tăng trong khu vực Trung Đông, nơi Israel không có nhiều đồng minh. Dự kiến trong ngày 29 tháng 7, Bộ trưởng Ehud Barak sẽ đến New York và có cuộc gặp mặt với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon để tiếp tục thảo luận sâu hơn về vấn đề tuyên bố hình thành nhà nước của Palestine. Trước đó, cũng trong ngày 28 tháng 7, ông Barak đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Phó Tổng thống Joe Biden. Ngày 28 tháng 7, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mark II ở phía tây bắc của nước này nhằm kiểm tra các tính năng và phạm vi hoạt động của dòng xe này trước khi chính thức đưa vào sử dụng trong quân đội. Sau khi thử nghiệm, cơ quan nghiên cứu và thử nghiệm quốc phòng Ấn Độ sẽ có những điều chỉnh phù hợp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của loại xe tăng này. Dòng xe tăng Arjun Mark I đã được giao cho quân đội và hiện cơ quan nghiên cứu và thực hiện quốc phòng Ấn Độ đang tiến hành phát triển phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mark II. Trước đó, các nguồn tin sở tại đã đưa tin về loại xe tăng này. Ưu điểm vượt trội của Arjun Mark II là phóng đạn tên lửa để tiêu diệt các mục tiêu tầm xa và triệt hạ các máy bay tầm thấp của đối phương. Xe được trang bị thiết bị quan sát, dẫn đường, hỗ trợ nhìn đêm và có khả năng đạt tốc độ tới 70 km/h trên địa hình bằng phẳng. Theo kế hoạch ban đầu, Ấn Độ muốn sản xuất Arjun Mark II để thay thế loại tăng T-55 do Liên Xô sản xuất. Hiện quân đội Ấn Độ vẫn còn 550 chiếc tăng T-55 và gần 2.000 chiếc T-72. Loại tăng chủ chốt của lực lượng bộ binh Ấn Độ vẫn là T-90 do Nga sản xuất.
Với một kế hoạch trị giá 2,1 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc đang đẩy mạnh hoàn tất chương trình số hóa trường học vào năm 2015. Theo đó, mỗi học sinh sẽ được trang bị một máy tính bảng để thay thế cho tất cả các loại sách vở thông thường. Mỗi chiếc máy tính bảng cá nhân này sẽ được kết nối với một mạng máy tính sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Nhờ đó, học sinh Hàn Quốc không những giảm thiểu được số lượng sách vở tài liệu phải mang theo mỗi khi lên lớp, mà còn có thể cập nhật được bài học từ bất cứ địa điểm nào. Nếu hoàn thành đúng như kế hoạch đặt ra, trong vòng 4 năm tới, mọi học sinh Hàn Quốc sẽ được học tập trong môi trường hoàn toàn kỹ thuật số. Thời đại của sách vở, bút viết sắp qua đi, thay thế vào đó là máy tính bảng, laptop và smartphone. Quá trình chuyển đổi đã bắt đầu được tiến hành. Các học sinh lớp 6 này ở thủ đô Seoul đều sử dụng laptop và thực hiện những bài thuyết trình đa phương tiện tương tác cho hầu hết các môn học. Khi được hỏi về phương thức học tập mới, cậu bé Kim Sung-wook, 13 tuổi, cho biết cậu rất yêu thích chiếc laptop của mình bởi nó rất hữu ích trong việc học tập của cậu. Con có thể tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Con thích cách tự học này hơn việc chỉ ngồi ghi chép bài học. Chắc sách vở thông thường cũ quá rồi. Trường học của bé Kim Sung-wook nằm trong số 132 trường học được Bộ Giáo dục Hàn Quốc đưa vào thí điểm kế hoạch số hóa lớp học. Trong khi đó, thầy Lee Geun-min, giáo viên của lớp, cho biết những công cụ dạy học số hóa khiến công việc dạy học của thầy thú vị và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi dạy học với sách kỹ thuật số, tôi không cần phải chuẩn bị bài học quá kỹ. Nếu cần thêm nội dung gì cho bài giảng, tôi có thể tìm thấy trên mạng. Điều này khiến việc giảng dạy của tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Tổng chi phí 2,1 tỷ đô la Mỹ không chỉ để cho việc cung ứng đồ dùng kỹ thuật số cho học sinh, mà còn được Bộ Giáo dục Hàn Quốc dùng để xây dựng một hệ thống thông tin mạng điện toán đám mây chứa đựng thông tin học tập cho các trường học trên toàn quốc. Nhờ vậy, dù không thể đến lớp vì lý do sức khỏe, học sinh vẫn có thể truy cập bài học từ nhà thông qua hệ thống này. Ông Kim Do-eun, giám đốc điều hành hệ thống thông tin kỹ thuật số của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, thừa nhận kế hoạch kỹ thuật số hóa lớp học nói trên quả là một ý tưởng táo bạo. Nhưng với Hàn Quốc, một quốc gia với hơn 80% hộ gia đình sử dụng mạng Internet băng thông rộng, thì người dân nước này đã sẵn sàng thử nghiệm phương pháp học tập mới. Học sinh thời nay đã khá quen thuộc với văn hóa kỹ thuật số. Bởi vậy, nếu đất nước chúng tôi tiến tới kế hoạch học tập thông minh, thì chắc chắn điều này sẽ nhanh chóng được chấp nhận và thành công. Nếu kế hoạch này thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn tất việc kỹ thuật số hóa hệ thống giáo dục. Và như vậy, lý do mà các học sinh hay viện cớ rằng con cún gặm nát bài tập của con sẽ trở thành dĩ vãng. Phần điểm những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị những bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.